Chuyện dở bẹt. Có người bạn đến nói với bác hai: tánh tôi thấy thấy đồng đạo mà có thờ bà mẹ sanh thần tài là tôi đã tức kịch liệt à. Thậm chí ngay cả chỗ quen thân nữa tôi còn dẹp luôn cho người ta. Không biết tôi làm vậy đúng hay sai. Bác trả lời: tôi cũng không biết đúng hay sai nữa mà dở bẹt. Chuyện chua ngọt. Trước đây có dạo bác nương ngụ trong một ngôi chùa xa hẻo lánh. Bác thường bực mình vì mấy đứa trẻ ngoài xóm vào chùa phá phách bẻ trộm cây trái. Chúng nó biết người tu không đánh đập hay thư gửi gì nên quá lòng hành. Gặp người trong chùa chúng bỏ chạy, nhưng vắng người là chúng trở vô phá nữa. Giận quá bác thường mắng chúng là đồ quỷ phá nhà chay. Nhưng thôi, mình đã lỡ tu phải ráng nhẫn dằn. Một thời gian sau bác trở về quê. Chùa chỉ còn một ông trụ trì già yếu, không đủ sức dọn dẹp nên cây cỏ tùm trông rất điều hiu quạnh quẻ. Năm năm qua, một hôm có dịp đi ngang, bác ghé tạt vào thăm lại chùa xưa. Vừa vào đến sân gặp hai ba chú em đang làm cỏ. Chúng thấy bác đồng đứng dậy lên chào: "A à, bác hai, tôi bác hai mới về. A à, bác hai mới về hả bác hai?" Xem kỹ lại, đó là mấy thằng tiểu quỷ thường vào chùa phá phách thuở trước. Nay chúng đã 19-20 tuổi. Bác hỏi: "Tụi bay làm gì đó?" "Dạ dọn cỏ rác quanh chùa chuẩn bị lễ rằm sắp tới đó bác hai." "Ồ, tốt quá." Bác khen chúng và từ từ đi vào chùa, vừa ngâm nho nhỏ như để chính mình nghe: "Chúa về bởi nó còn non, chín rồi sẽ ngọt không còn chua đâu." Chuyện qua tàn mà lại thiên tương. Đó là câu trong truyện Kiều mà bác hai thắc mắc: sao lạ, qua tàn mà lại thiên tươi? Một hôm thím Sáu, người đã kể lại chuyện mua qua Tết cho bác nghe, thím kể: "Hôm 30 Tết, con đi Honda chạy ngang nhà thờ, thấy cô bà già đứng ôm một mớ bông, thấy lạ con ghé lại hỏi: bà bán hay mua mà đứng đây? Bà nói: bán, mà không ai mua cả. Sao bà không đem lại chợ qua bán, để đây ai biết mà mua? Lại đẳng bán gì được, qua người ta tươi tốt như rồng, còn của mình thì xấu hơn. Ở đây bán cầu may, nhà có trồng ít bông để cúng, nhưng Tết túng tiền nhổ một mớ bán mua đồ về cúng ông bà. Cô làm ơn mua giùm tôi đi. Thấy hoa kém tươi, không muốn mua, nhưng muốn giúp bà nên con nói: bà cần bao nhiêu tiền, tôi giúp cho bà mua đồ về cúng. Không, tôi không dám nhận tiền cô đâu. Cô mua giúp giùm tôi cảm ơn lắm. Thôi được, bà bỏ qua lại đi. Bà định bao nhiêu tiền con trả đủ cho. Vì con muốn giúp cho bà ấy nên không trả giá gì cả. Đem qua về nhà, con bảo mấy đứa nhỏ thay qua cũ, chân qua mới mua. Mấy đứa cười ngất, chúng nó nói: qua cũ còn tươi hơn qua của bà nữa. Kệ thay đi, qua này kém tươi nhưng mới mua. Bác chỉ nghe kể lại chuyện mua qua thôi, nhưng bác cảm thấy bình qua đó vô cùng rạng rỡ. Chắc Phật trời cũng hài lòng đẹp dạ biết bao. Vì trời Phật chỉ trọng của cải mà người ta đem giúp đỡ nhau hơn là lễ vật đem dâng cúng cho các ngài. Rồi bỗng nhiên bác cảm thông được câu qua tàn mà lại thêm tươi.
chuyện dạy tu mà không tu. Có một cô đến than phiền với bác. Con còn đứa con gái út 16 tuổi, nó không thích tu hành, cứ ham đua đòi theo vật chất xa hoa. Con khuyên lơn ngọt ngào thì nó còn nghe chút đỉnh, còn hễ rầy la thì nó làm dữ cự cãi lại. Có khi không dám cự bằng lời lẽ thì nó ra nhà sau dằn sáng đồ đạc tỏ ý bất mãn. Con rất buồn phiền vì đứa con này, không biết phải làm sao. Mình dạy nó tu mà nó không chịu tu. Bác mỉm cười nói, con nó cũng dạy cô tu mà cô không chịu tu. Cô ấy hiểu ý nên cười xòa. Chuyện giải thoát cái buồn phiền. Có đứa cháu rất kỹ lưỡng và hơi khó tánh. Một hôm đến thăm và yêu cầu bác chỉ dùm pháp môn giải thoát nhanh chóng. Bác nói, rất tiếc là bác không giúp được cháu điều ấy. Vì trên thực tế chính bác cũng chưa giải thoát, làm sao giúp người khác giải thoát được. Hằng ngày bác chỉ lo sửa tánh răng lòng đối với mọi người sao cho tròn ân vẹn nghĩa vậy thôi. Không thỏa mãn yêu cầu, thấy cháu buồn ra mặt, bác nói thêm, chuyện giải thoát cao xa bác chưa giới tới, bác chỉ cởi mở lòng mình trong các việc phiền phức nhỏ nhặt ở đời thôi. Dù như bác nói được gì đó làm cháu phiền lòng rây rứt, hãy cởi mở ngay nó đi. Hãy giải thoát cái phiền phức trong lòng mình đi, cháu sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng mát mẻ, và đồng thời khi lòng tràn ngập niềm vui, tự nhiên mình sẽ ban phát niềm vui cho gia đình và xã hội. Điều đó đúng theo luật phản hồi, hễ gieo vui vui nở, gieo phiền phiền sanh. Đối với mọi sự việc đều cố xử sự được như vậy thì ta luôn sống trong an lạc và sẽ về an lạc quốc. Nói đến đấy, thấy cháu tươi vui và thỏa mãn. Chuyện Phật bảo hay ma xúi. Có ông bạn hỏi, anh hai à, kinh Phật có dạy lúc lâm chung mình nhớ niệm 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật, tức được Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Vậy bây giờ mình cứ ăn chơi xả láng đi, rồi gần chết mình niệm 10 câu lục tự và nhờ sớm viền niệm tiếp, vậy có được giảng sanh không anh? Bác đáp, mình nên xếp kỹ lại xem câu cứ ăn chơi xả láng đó là Phật bảo hay ma xúi. Nếu ma nó xúi mà nghe theo là đọa nghe. Ông bạn cười nói, tôi học câu trả lời của anh đó. Chuyện đen trắng cuộc đời. Một hôm bạn bác cần đi chợ sớm, mới 3:30 khuya anh cởi Honda ra đi. Đang chạy trên quãng đường vắng, còn hơn 2 cây số nữa mới tới bến đò qua chợ. Anh thấy có người đàn bà ôm đồ kềnh càng đỉnh kỉnh đi, coi bộ nặng nhọc lắm. Anh biết khó đón xe vào giờ này nên quay xe lại hỏi, cô ơi, cô đi đâu? Anh dì dạ, dì dạ đi chợ Long Xuyên. Giờ này không có xe đâu, cô lên đây tôi chở giùm cho. Cô ấy mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Anh chở cô ấy đến bến đò qua sông rồi mạnh ai nấy đi. Lòng anh rất vui mừng vì mình làm được một việc nghĩa giúp người trong cơn ngặt. Trưa lại, anh về nhà nghe bà con lối xóm nói, hồi hôm có người đàn bà giả bộ lỡ đường xin nghỉ nhờ nhà trong xóm này. Nửa đêm ả lén cưỡng hết quần áo của chủ nhà đi mất. Ả mới ra đi thì chủ nhà hay kịp tri hô lên, hàng xóm túa ra kiếm. Không rõ ả trốn ngã nào, mới đó mà kiếm cùng hết vẫn không được, thật là lạ. Bạn bác cười nói,
Ôi trời ơi, trời ơi, thôi rồi, tao chở giùm nó đến bến đò qua sông rồi, tụi bay kiếm sao được. Đâu bay xử coi tao tốt hay xấu, tội hay là phước. Thôi đi ông nội, cha tôi bây giờ cũng không biết xử ông làm sao nữa. Ai nấy cùng cười, chủ nhà mất đồ thì méo mặt. Người xưa cũng từng gặp phải chuyện đời đen trắng khó phân này, nên có lời cảnh giác kẻ sau cần suy xét tận tường trước mọi việc để khỏi lầm lạc chua cay, cười ra nước mắt. Chớ tin việc gì đó là ngay thẳng, mà nó đúng thật ngay thẳng, có khi nó lại bất công. Hãy đề phòng việc gì đó mình tưởng là nhân từ, mà nó lại bất nhân. Mạc tính trực, trúng trực, tu phòng nhân, bất nhân. Chuyện có thiên đường địa ngục. Một cô nói: ông nhà con hỏi có ai lên thiên đường trở về thuật lại cho mình biết không mà tin, con không biết phải giải bày thế nào. Bác trả lời: đâu đợi ai lên thiên đường trở lại cho mình biết, từ sáng đến giờ mình đã lên thiên đường và xuống địa ngục nhiều lần rồi đó. Như mỗi khi mình nghĩ hoặc nói làm điều gì đó cho mình và cho người được lợi ích hòa vui là mình đang ở thiên đường, còn ngược lại là địa ngục. Sách xưa có câu: sanh tiền bất kiến thiên đường lộ, tử hậu nan ly địa ngục môn. Nghĩa là lúc sống không biết nẻo lên thiên đường, khi chết khó lìa khỏi cửa địa ngục. Vậy chúng ta hằng ngày nên thường xuyên lên thiên đường cho đành đường xá, sau khi mệnh chung khỏi rơi vào địa ngục. Nghe chuyện trên có cháu hỏi: giá như có người nói đời tôi chưa từng thấy lên thiên đường hay xuống địa ngục lần nào đâu, mình phải nói làm sao bác hai? Bác đáp: có câu tư tưởng, chân lý chỉ đến với kẻ chí tâm hành đạo, không đến với kẻ tò mò biện luận. Sách thiền có chuyện ngụ ngôn, có tên lính ngự lâm đến hỏi một vị thiền sư hãy chứng minh rõ ràng cho hắn thấy có địa ngục hay thiên đường xem. Thiền sư nhìn tên lính ấy rồi mỉu môi nói: ngươi là một tên vô danh tiểu tốt, cũng bày đặt hỏi thiên đường địa ngục hả? Tên lính ngự lâm nổi sùng, rút gươm của vua ban đưa ra hỏi: ông có biết tôi là ai không mà lớn lối khi dễ tôi như vậy? Thiền sư đáp: vậy là anh đã biết nửa câu hỏi có địa ngục không. Tên lính hiểu ý ngay, mỉm cười tra kiếm vào vỏ. Thiền sư nói tiếp: vậy là anh hiểu nốt nửa câu sau có thiên đường không. Chuyện đến lúc tàn hơi. Có đứa cháu thuật lại với bác: bác hai, hôm đó trời sáng nắng ráo, con gà mái của cháu đang bị bệnh, khập khểnh dẫn bầy con mới nở độ 10 hôm đi kiếm ăn. Nó đến bên đống rác bươi một lõm trống rồi túc túc kêu con nó đến kiếm mồi ăn. Mệt quá nó nằm ngoẻo đầu trên đất, giây lát con nó ăn hết mồi đứng ngơ ngác. Nó gượng đứng lên bươi thêm một lõm nữa rồi cũng nằm xuống nghỉ. Đến lần thứ ba đó bác, nó chổi dậy cố sức bươi thêm một lõm to gấp đôi lần trước rồi túc túc kêu con lại ăn. Tưởng nó nghỉ khỏe nên bươi mạnh dạn hơn trước, nào ngờ nó cố gắng lần cuối cùng rồi chùi đầu xuống đất, chân duỗi ra và trút hơi thở cuối cùng. Chuyện con gà vậy mà làm cháu bùi ngùi có mấy hôm à. Xúc động trước tình thương lo của mẹ đối với con đến lúc tàn hơi, bỗng nhiên cháu khẽ gọi lên hai tiếng: mẹ ơi. Chuyện niệm Bồ Tát Quan Thế Âm chi vậy? Có cô giáo nghe bác nói bác thường niệm Quan Thế Âm hơn niệm Phật. Cô ấy hỏi: con cũng hay niệm Quan Thế Âm như bác, mà mình niệm Phật và Bồ Tát chi vậy bác? Bác không nói niệm Phật và Bồ Tát để cầu Phật độ mình tai qua nạn khỏi, mà nói:
Thì niệm Bồ Tát để nương theo đức từ bi hỷ xả, cứu khổ cứu nạn của Ngài mà tu theo. Mình có gieo nhân lành giúp đỡ người thì sẽ gặp được quả tốt, có lâm nạn sẽ có người cứu giúp cho, và niệm như vậy mới có lợi ích thiết thực. Cô ấy tỏ vẻ hài lòng. Chuyện sao hay đụng chạm. Có ông bạn hỏi bác hai: Anh hai à, tại sao mình đi đâu cũng hay bị đụng chạm chống đối quá? Mình không ráng nhẫn chắc phải có lắm chuyện xích mích phiền phức đó anh. Bác đáp: Tại cái ngã của mình to quá nên hay đụng chạm cọ quẹt chứ gì. Tớp nhỏ lại một chút sẽ ít đụng chạm rắc rối. Đến chừng nào chúng ta được vô ngã sẽ mặc tình tự tại dạo khắp bốn phương hà. Ông bạn cười hỏi tiếp: Nhẫn là nhịn chịu rồi, còn nhẫn ba la mật là sao nữa vậy anh? Nhẫn ba la mật quá tầm giới của mình, chờ đến mức trưởng thành nào đó mới có thể thực hiện được. Tạm dụ như người mẹ thấy con bò ra gần mé ao, lật đật chạy đến bế nó vào. Nó không biết ơn còn dãy nảy cào cấu mẹ nó. Vậy mà bà vẫn nhẫn chịu. Nhẫn ở đây là một lối nói, chứ thật ra bà chẳng có dằn nhẫn gì cả, vì tình thương chan hòa cùng khắp. Nhẫn như vậy tạm gọi là nhẫn ba la mật. Chuyện công ăn chay bỏ hết. Không rõ do sơ suất đã ăn lộn thức ăn mặn hay không, một bà lão đến hỏi: Chú hai à, mình ăn chay trường mà sơ ý ăn lộn đồ mặn, vậy thì công ăn chay từ trước tới giờ bỏ hết rồi phải không chú? Bác không nói hết hay còn, mà muốn khơi dậy lòng hỷ xả của bà nên nói: Ơi, tôi ăn chay cũng lâu lắm rồi, mà ăn xong bữa nào là bỏ liền bữa nấy, đâu có đợi tới ăn lộn mới bỏ. Bà cười thỏa mãn. Chuyện ít kinh sách nên ít mát. Các bậc thánh hiền viết sách răn đời hoặc lời dạy của các ngài, kẻ thừa kế sưu tập lại thành kinh sách lưu để đến ngày nay. Những điều các ngài dạy ra đều tùy theo phong tục tập quán, trình độ và hoàn cảnh xã hội địa phương lúc bấy giờ mà chỉ cho dân biết đạo lý ở đời, tùy phong hóa dân sanh phù hợp. Ngày nay phương tiện giao thông rất tiện lợi, người ta có thể góp nhặt các kinh sách đạo đức, triết học, khoa học khắp Đông Tây Kim Cổ để nghiên cứu học tập. Dĩ nhiên phải có những phương pháp, những triết lý, ý thức hệ sai khác, đối chọi nhau. Riêng trong lĩnh vực Phật giáo, lắm khi ta vừa gặp được vài điều mới lạ hay ho trong kinh sách, liền cho đó là chân lý tuyệt vời, vội đem ra phổ biến. Do đó thường đụng phải những ý kiến nghịch nhau. Kẻ đề cao pháp môn này, người ca ngợi hạnh tu kia, cãi nhau sanh tử, chẳng hề ngã ngủ. Khách bàn qua nghe cũng muốn điên đầu. Bàn với luận đặng coi chân lý, điều đó rất tốt. Nhưng bàn luận để tranh hơn, bảo thủ ý kiến mình để giành lấy phần thắng chỉ luống công vô bổ, và kẻ riết thành như khùng cả đám. Người xưa đã sớm cảnh cáo: tận tính ư thư, bất như vô thư. Mỗi chuyện ít kinh sách nên ít mát sau đây là lời nhắc nhở với nhau. Có chú em thấy mấy vị cư sĩ thể gặp nhau thường bàn cãi về đạo lý sôi nổi, có lúc nổi sùng lên cự lộn nhau nữa. Chú ấy gặp bác hai mới hỏi: Anh hai, hồi anh còn trẻ mới tu, lúc ấy người tu có hay cãi nhau như bây giờ không anh? Bác nói: Có chứ, mà cãi ít hơn, vì hồi đó ít kinh sách nên ít mát, còn bây giờ kinh sách quá nhiều thứ nên mát nhiều quá trời. Thank you.
Chuyện Như mù đi đêm. Một hôm các em cháu bàn luận với nhau, một cháu nói trong kinh có câu chữ sang danh vọng như mù đi đêm. Đó là một lối nói, chứ mù đi đêm hay ngày gì cũng tối đen như nhau vậy thôi. Có cháu cư sĩ mù lên tiếng: Không phải vậy đâu, mù đi đêm khó hơn ban ngày nhiều lắm. Đi ban ngày còn nghe tiếng động trong xóm nè, tiếng ồn ào, chợ búa, trường học, mình có thể đoán định được. Giá lại đường xá quanh co có cầu kỳ vậy mà dễ nhận lối đi hơn đường thẳng. Nhất là đi đêm khuya vắng, trời lại mưa rỉ rả, đường bằng phẳng, trong xóm lặng trang à, không có một tiếng động. Mình cứ cảm thấy là chơi dơ mờ mịt, không biết đây là đâu hết. Vậy cho nên là mù đi đêm khó hơn ban ngày đó. Ai nấy cùng cười thông cảm và nhận thêm một bài học thực tế mà bấy lâu mình không rõ. Chuyện tự nhắc mình dễ hơn. Có chú em gặp bác hai và nói lên ước vọng: Bác hai à, phải chi con được gần bác thường hơn để nhờ bác nhắc nhở khuyến khích con tu tiến trong những lúc mà đạo tâm mình lui sụp đó bác, vậy đỡ biết bao nhiêu. Bác nói: Thôi đi, mình tự nhắc nhở mình mau hơn chờ người ngoài nhắc lâu lắm. Thí dụ nửa đêm cháu chợt nghĩ quấy cái gì đó, ai nhắc cho kịp. Cả nhà cười ồ. Chuyện tu có bớt nghiệp. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Như thế tu có bớt nghiệp không? Thưa có. Dưới đây tác giả giải bài minh chứng một cách cụ thể tu có bớt nghiệp, đúng như câu thơ của cụ Nguyễn Du: Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dây oan. Tin nhận rõ ràng tu có bớt nghiệp, ta hãy mau cải hối cho nguôi lửa nghiệp, sớm tùng lương kiếp khỏi chìm sâu. Dưới đây là câu chuyện. Một đứa cháu bị bệnh tâm thần nhẹ, trong thời gian bệnh phát, nó đi cùng sớm đọc kinh niệm Phật gian ngoài đường xá, không sợ ai cả. Ít lâu bệnh bớt khá, một hôm nó theo bác đi chơi, đi dọc đường nó hỏi bác: Bác hai, mình tu mà sao không bớt nghiệp hả bác? Con cố tu mà con cứ bị mát hoài à. Bác nói: Bớt chứ sao không bớt cháu. Bình thường cháu lo tu hiền, xem kinh niệm Phật, nên lúc bệnh tâm thần phát lên, cháu chỉ đọc kinh niệm Phật vậy thôi. Có nghĩa là nghiệp khổ đã bớt đi nhiều lắm đó. Nếu hằng ngày cháu hung dữ nè, nhậu rồi quậy rồi đánh lộn gây gỗ, thì chắc mấy cái hôm lên cơn cháu sẽ quậy phá đập đổ tan quan nhà cửa, đánh vợ chửi con mắng nhiếc chòm xóm. Ôi trời ơi, bây giờ mà tỉnh lại chỉ còn cả một cái cảnh đổ nát tan thành, chứ đâu được yên lành vậy. Được yên lành là nhờ tu hiền nên bớt khổ đó cháu. Nó tuy mới tỉnh cũng nhận được, gục gặt đầu nói: Bác nói có lý. Chuyện thứ 100. Cũng một mẫn. Ghét ưa đừng để dạ, duỗi cẳng nghĩ thanh nhàn. Người đời gây ra lắm chuyện phiền hà rắc rối cũng vì lòng ưa ghét xói mòn đi hạnh phúc vốn đã ít ỏi của mình, thế nên mấy khi mà được an nhàn. Trong cửa đạo, người tu cũng mắc phải cái ghét ưa ấy, làm ngăn ngại không cho ta nhận được lẽ phải, tìm được an vui. Lánh rồi cái ghét cái ưa, gặp ông đại giác thượng thừa tối cao. Trên đường về chân thiện mỹ, con người cần buông bỏ cái ghét ưa để được thông dong tự tại. Ngược lại ắt không khỏi buồn than, sao tu hoài không thấy tiến. Câu chuyện cũng một mẫn dưới đây rất đơn sơ, nhưng biểu lộ cái chướng ngại của lòng ưa ghét ấy. Người bạn bác hai khoe con của ông: Trời ơi anh hai biết không, thằng nhỏ tôi hồi còn đi học á,
quần áo mà chưa ủi thẳng nếp hả? Nó không chịu mặc. Bây giờ nó phát tâm tu rồi, ngược lại đồ tốt tươm tất nó lại không chịu mặc. Nó chỉ ăn mặc xoàn xỉnh và đi làm công quả theo các cơ sở từ thiện vậy thôi hè. Sao bác kể lại cho các bạn khác nghe chuyện trên và kết luận: Như vậy cùng một mẫn chứ có gì. Chưa tu đồ xấu chê không mặc, tu rồi đồ tốt kỵ không mặc, thì cũng một thứ ưa ghét thôi, có hơn kém gì. Chuyện thứ 101. Có tin chắc kiếp này siêu thoát. Có chàng cư sĩ ít nói, ngày đêm nôn nã tu hành, mong mau đắc quả. Bỗng một hôm chàng ta rêu rao là mình đã thành đạo. Y đi khắp xóm làng, giảng dạy đạo lý sùm bát nhã, khuyên mọi người tu theo y sẽ kết quả nhanh chóng. Tu cái rụp, thành Phật cái rụp, độ đời cái rụp. Cũng may vài tháng sau y tỉnh trí lại. Việc tu hành cần phải kiên tâm mới thấy cơ trời, đừng gieo nửa buổi chiều thời muốn ăn. Đường tu bất luận mau lâu, phải đạt đến công viên quả mãn, phước huệ tròn đầy mới mong siêu thoát. Nếu ta quá nôn nóng, rồi thời gian lần lượt trôi qua mãi không thấy gì, tức niềm tin bị chao đảo, dẫn đến bán đồ nhi phế uổng công, hoặc quá bôn chôn e rồi phải thành Phật cái rập như chàng cư sĩ trên thì quả là tai hại. Lời giải đáp câu hỏi có tin chắc kiếp này siêu thoát không nêu lên quan điểm tu hành không bị lệ thuộc vào yếu tố thời gian, và câu chuyện như sau. Một hôm đến thăm người em bạn, trò chuyện dây lâu, bạn bác hỏi: Anh hai à, anh tu mà có tin chắc là kiếp này anh siêu thoát không? Bác đáp: Tôi tin tôi không nổi rồi, vì thế mình tu lôi thôi quá. Có điều dám quả quyết là không bao giờ lui sụt bỏ tu, chẳng những kiếp này mà dù trải muôn kiếp nữa cũng vẫn tu. Bởi tu là hạnh phúc, tu là làm đẹp cuộc đời, cho nên không bao giờ thối chuyển. Còn cái chuyện tin kiếp này siêu thoát hay không là cái điều tôi không có mấy quan tâm tới. Cặn bã ký ức, tác giả Như Sâm. Người đọc Hiếu Thành, Ánh Tuyết. Chuyện thứ 97, còn quá ít. Trước sức tấn công mãnh liệt của địch thủ, người võ sĩ Nhu Đạo không bao giờ tránh đỡ mà chỉ nhẹ lách. Thế là bao nhiêu phần công lực của địch thủ rơi vào khoảng trống không, vô tác dụng. Về mặt tâm lý thì hơi khác. Bác hai nhận tất cả sự bôi bác nói xấu mình lại cho là nhân tay. Nói chưa thấm vào đâu cái tệ mà mình đã có. Lối nhận tội nửa hư nửa thật làm xoa dịu sự căng thẳng giữa nhau, và đồng thời vô hiệu hóa tác dụng những lời phê phán cay nghiệt của kẻ không ưa. Đó là ý nghĩa của câu chuyện còn quá ít sau đây. Có người quen mách lại, ai đó phê bình nói xấu bác hai đủ điều. Kể xong hỏi bác: Ta nói xấu anh vậy á, có đúng không? Bác nói: Cũng may họ nói đó ấy còn quá ít, chứ nếu họ biết cái tệ của tôi như tôi tự biết mình á, thì còn có nước độn thổ bỏ xứ đi luôn á. Chuyện thứ 98, tu là lánh nặng tìm nhẹ.
Nghe tiếng bé khóc, bà mẹ lật đật chạy vào nhà, thấy con kẹt tay trong lọ với một dốc kẹo to tướng. Bà cười bảo: "Buông ra." Bé lắc đầu biểu bảo: "Kẹo ngon lắm đó mẹ." "Buông." Lời nói rất gọn, nhưng hành động buông bỏ không đơn giản. Nó đòi hỏi ở ta một mức độ trưởng thành nào đó mới buông bỏ được những điều ưa thích, với tu sĩ gọi là cắt ái. Phàm người tu ai cũng muốn thông dong tự tại, do đó ta cố gắng ăn chay, cúng lạy, niệm Phật. Tu lâu rồi mà sao lòng vẫn còn buồn phiền bực dọc, thế thì tu là phải làm sao nữa? Đó là câu hỏi của một vị nữ cư sĩ trong mẫu chuyện sau đây. Có mấy cháu gái ở chung nhau lo tu lâu lắm rồi, mà thỉnh thoảng cũng có chuyện lục đục nhau. Một hôm tới giờ công phu, cô vừa mặc áo tràng vừa hỏi: "Ông hai à, tu là làm sao nữa ông?" Bác cười nói: "Tu là lánh nặng tìm nhẹ, những cái gì nặng nề bực dọc phiền muộn hãy buông bỏ đi, đừng có ôm đồm chấp chứa, mệt lắm." Nó cười rồi đi công phu. Chuyện thứ 99, tu có bớt nghiệp. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Như thế tu có bớt nghiệp không? Thưa có. Dưới đây tác giả giải bài minh chứng một cách cụ thể tu có bớt nghiệp, đúng như câu thơ của cụ Nguyễn Du: "Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dây oan." Tin nhận rõ ràng tu có bớt nghiệp, ta hãy mau cải hối cho nguôi lửa nghiệp, sớm tùng lương kiếp khỏi chìm sâu. Dưới đây là câu chuyện. Một đứa cháu bị bệnh tâm thần nhẹ, trong thời gian bệnh phát, nó đi cùng sớm đọc kinh niệm Phật gian ngoài đường xá, không sợ ai cả. Ít lâu bệnh bớt khá, một hôm nó theo bác đi chơi, đi dọc đường nó hỏi bác: Bác hai, mình tu mà sao không bớt nghiệp hả bác? Con cố tu mà con cứ bị mát hoài à. Bác nói: "Bớt chứ sao không bớt cháu. Bình thường cháu lo tu hiền, xem kinh niệm Phật, nên lúc bệnh tâm thần phát lên, cháu chỉ đọc kinh niệm Phật vậy thôi. Có nghĩa là nghiệp khổ nó bớt đi nhiều lắm đó. Nếu hằng ngày cháu hung dữ nè, nhậu rồi quậy rồi đánh lộn gây gỗ, thì chắc mấy cái hôm lên cơn cháu sẽ quậy phá đập đổ tan quan nhà cửa, đánh vợ chửi con mắng nhiếc chòm xóm. Ôi trời ơi, bây giờ mà tỉnh lại chỉ còn cả một cái cảnh đổ nát tan thành, chứ đâu được yên lạnh vậy. Được yên lạnh là nhờ tu hiền nên bớt khổ đó cháu." Nó tuy mới tỉnh cũng nhận được, gục gặt đầu nói: "Bác nói có lý." Chuyện thứ 100, cũng một mẫn. Ghét ưa đừng để dạ, duỗi cẳng nghĩ thanh nhàn. Người đời gây ra lắm chuyện phiền hà rắc rối cũng vì lòng ưa ghét tối mòn đi hạnh phúc vốn đã ít ỏi của mình, thế nên mấy khi mà được an nhàn. Trong cửa đạo, người tu cũng mắc phải cái ghét ưa ấy, làm ngăn ngại không cho ta nhận được lẽ phải, tìm được an vui. Lánh rồi cái ghét cái ưa, gặp ông đại giác thượng thừa tối cao. Trên đường về chân thiện mỹ, con người cần buông bỏ cái ghét ưa để được thông dong tự tại. Ngược lại ắt không khỏi buồn than, sao tu hoài không thấy tiến. Câu chuyện cũng một mẫn dưới đây rất đơn sơ, nhưng biểu lộ cái chướng ngại của lòng ưa ghét ấy. Người bạn bác hai khoe con của ông: "Trời ơi anh hai biết không, thằng nhỏ tôi mà còn đi học á, quần áo mà chưa ủi thẳng nếp hả, nó không chịu mặc. Bây giờ nó phát tâm tu rồi, ngược lại đồ tốt tươm tất nó lại không chịu mặc. Nó chỉ ăn mặc toàn tỉnh và đi làm công quả theo các cơ sở từ thiện vậy thôi hè." Sao bác kể lại cho các bạn khác nghe chuyện trên và kết luận: "Như vậy cùng một mẫn chứ có gì. Chưa tu đồ xấu chê không mặc, tu rồi đồ tốt kỵ không mặc, thì cũng một thứ ưa ghét thôi, có hơn kém gì."
Chuyện thứ 101. Có tin chắc kiếp này siêu thoát. Có chàng cư sĩ ít nói, ngày đêm nôn nã tu hành, mong mau đắc quả. Bỗng một hôm chàng ta rêu rao là mình đã thành đạo. Y đi khắp xóm làng, giảng dạy đạo lý sùm bát nhã, khuyên mọi người tu theo y sẽ kết quả nhanh chóng. Tu cái rập, thành Phật cái rập, độ đời cái rập. Cũng may, vài tháng sau y tỉnh trí lại. Việc tu hành cần phải, kiên tâm mới thấy cơ trời, đừng gieo nửa buổi chiều thời muốn ăn. Đường tu bất luận mau lâu, phải đạt đến công viên quả mãn, phước huệ tròn đầy mới mong siêu thoát. Nếu ta quá nôn nóng, rồi thời gian lần lượt trôi qua, mãi không thấy gì, tức niềm tin bị chao đảo. Dẫn đến bán đồ nhi tế uổng công, hoặc quá bôn chôn e rồi phải thành Phật cái rập, như chàng cư sĩ trên thì quả là tai hại. Lời giải đáp câu hỏi có tin chắc kiếp này siêu thoát không, nêu lên quan điểm tu hành không bị lệ thuộc vào yếu tố thời gian. Và câu chuyện như sau: một hôm đến thăm người em bạn, trò chuyện dây lâu, bạn bắt hỏi: anh hai à, anh tu mà có tin chắc là kiếp này anh siêu thoát không? Bác đáp: tôi tin tôi không nổi rồi, vì thấy mình tu lôi thôi quá, có điều dám quả quyết là không bao giờ lui sụp bỏ tu, chẳng những kiếp này mà dù trải muôn kiếp nữa cũng vẫn tu, bởi tu là hạnh phúc, tu là làm đẹp cuộc đời, cho nên không bao giờ thối chuyển. Còn cái chuyện tin kiếp này siêu thoát hay không là cái điều tôi không có mấy quan tâm tới. Chuyện thứ 102. Có thật từ bi. Có mấy cháu gái hợp lại đưa vấn đề để bàn giải. Nếu mình tu giải thoát không lập gia đình, rồi những linh hồn có duyên làm con cái mình lấy đâu có thân xác để tu hành tiến hóa. Đặt vấn đề xong mỗi người giải một cách. Ví như mình đi đường gặp mưa, không ghé nhà này thì tìm nhà khác trú mưa, có sao? Có người ý kiến là mình ráng tu giải thoát để độ những linh hồn có duyên với mình cũng không muộn. Ý kiến bất nhất, các chú ý quay lại hỏi bác hai. Bác nói: nếu có tinh thần hy sinh lập gia đình để giúp cho những linh hồn có duyên với mình nương tựa tu hành ấy, vậy quý lắm. Có điều nên xét kỹ lại xem có thật từ bi không hay là vì dục vọng á. Mọi người cười. Chuyện thứ 103. Hóa thân Bồ Tát. Có đứa cháu xem kinh giảng thấy nói về sự hóa thân thiên hình vạn trạng của chư Bồ Tát để cứu giới chúng sanh. Trong số đó có Bồ Tát Quán Thế Âm thường hóa hiện ra người già cả ăn xin. Ai mà bố thí một đồng tiền cho hóa thân Bồ Tát thì phước lớn hơn trái đất. Nghe thế nó ước, phải khi mình gặp phải hóa thân của Bồ Tát để bố thí thì hưởng phước đã. Bác nói: nếu vì lòng tham cầu phước lớn, cháu từng suốt đời cũng không gặp hóa thân của Bồ Tát đâu. Nhưng nếu vì lòng từ bi thương xót người đói khổ hoạn nạn mà bố thí cho họ, những kẻ khốn cùng ấy đều là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cả. Chuyện thứ 104. Phân tâm. Có câu tục ngữ: đặng buồn này khuây buồn nọ. Ý nói tâm con người ta hễ bận lo nghĩ việc này tức quên đi chuyện nọ. Có lần đi thăm đứa cháu bị ung thư đến thời kỳ chót, bệnh hành cháu đau đớn rên than. Bác hai khuyên cháu tha thiết niệm Phật, nhưng không nói đến sự mầu nhiệm của tiên Phật, mà chỉ nói tác dụng thiết thực của tâm lý. Người buồn niệm Phật muôn sầu tiêu tan,
Bà chủ nhà đem ly nước ra mời và hỏi: Chú Hai à, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Sao mình tu niệm mà nghiệp không tan, còn đau bệnh hoài? Đang khuấy đường trong ly đá chanh, Bác Hai chợt nghĩ ra lời đáp: Tạ chưa đúng mức chưa tan, hãy đúng mức nó tan liền hè. Chớ nên niệm Phật một tiếng đòi an bệnh liền, chắc là khó được. Chuyện niệm Phật phân tâm bớt đau, bác dè dặt sợ bệnh nhân đau đớn quá, niềm tin bị lay chuyển, nên nung đúc đề cao đức tin nơi Tam Bảo. Mà thật vậy, đức tin mạnh mẽ thiết tha của mình cũng làm vơi đi nỗi khổ. Câu chuyện phân tâm được kể như sau: Có đứa cháu gái gọi bác bằng ông nội. Nó bị ung thư gan tới thời kỳ chót, bệnh hành nhức nhối dữ dội. Nó cũng biết niệm Phật lâu rồi, thấy nó đau đớn lăn lộn, bác khuyên: Khi nào nhức quá còn ráng niệm Phật tha thiết, nó phân tâm sẽ bớt đau. Bác không bảo niệm Phật để Phật hộ trì cho tai qua nạn khỏi, vì bảo thế nó niệm Phật mà vẫn còn đau thì mới nghĩ sao. Thế nên bác khuyên nó chí thành niệm Phật thì tâm mình không còn nghĩ đến chỗ đau. Do phân tâm nên quên, bớt đau nhất. Đó là sự thật. Ví như mình đang có chuyện buồn phiền, bỗng đằng sớm xảy ra chuyện lu bu gì đó khiến mình để ý lắng nghe, trong nhất thời quên bẵng chuyện nhà vậy. Với lại lòng chí thành tin tưởng vào Đức Phật, chính lòng tin tha thiết đó cũng có thể làm nên phép lạ. Chuyện thứ 105: Bán võng khỏi cộng nghiệp. Chỉ gật đầu cũng đủ tai ương, chẳng đợi đến chủ trương mới tội. Hai câu trên nói về cộng nghiệp do sự đồng tình trong việc làm hung ác của kẻ khác. Cũng có trường hợp đặt sai quan điểm về cộng nghiệp khiến ta không dám làm việc nghĩa. Như thấy người hung lâm nạn, không giúp đỡ, vì sợ sau khi tai qua nạn khỏi, người ấy lại sát hại vô số sinh vật để ăn, làm điều bất lương để sống, rồi ta phải chịu chung tội ác ấy sao? Chuyện thế này: Có vợ Bác Hai bán dao mát, nhiều anh em cư sĩ cho việc làm ăn ấy phải bị cộng nghiệp sát sanh với những người dùng đồ bén của mình, nên đề nghị khuyên bác: Bác Hai, bác bắn dẫn đi, khỏi bị cộng nghiệp. Bác nói: Thôi đi, dao của tôi ảnh hưởng tới đâu tôi biết, còn nằm dắt dẻo đông đưa trên võng rồi suy nghĩ trăm mưu nghìn kế, biết đâu mà tôi chia cho xiết. Lần khác ghé nhà người quen, họ cũng chỉ trích việc bán dao búa là bị cộng nghiệp với kẻ ác. Tình cờ có ông bạn chuyên hút thuốc miễn phí đi đến, bác giới ngay ông ấy và nói: Ông này tội lớn nhất nè. Ông ta chưng hửng hỏi: Sao vậy? Bác bảo: Có câu 100 mới được ôi thôi 10 người, tức 100 người chỉ có 10 người tốt thôi, còn lại toàn là thứ dữ. Anh hút thuốc giúp người ta mạnh giỏi, họ làm hung ác cả đời, biết bao nhiêu tội lỗi, anh chia với họ cũng đủ chết luôn. Ông thầy thuốc cười xòa. Chuyện thứ 106: Có trong có ngoài. Tề Thiên Tiểu Thánh, hậu Tây Du Ký, đánh với một đứa bé suốt 3 ngày bất phân thắng bại. Đứa nhỏ có 72 cái dòng phép trói người, 71 dòng đã quăng lên thi triển thần thông, Tiểu Thánh né tránh dễ dàng. Hôm nay chỉ còn cái dòng chót, thu hết tàn lực tung lên, Tiểu Thánh cười khẩy nhảy sang bên để tránh. Lạ thay, cái dòng ấy vẫn chụp được và chiếc thúc ké Tiểu Thánh lại. Túng cùng, Tiểu Thánh bèn cân đấu dân đến chỗ của Thái Thượng Lão Quân đang đốt lò bát quái luyện linh đơn. Tới nơi, Tiểu Thánh lớn tiếng: Ông tự đèn ơi, chặt giùm cái quen sắt này cho tôi coi. Con khỉ quen tánh tất được, Lão Quân cười nói:
Mày biết mấy ngày rồi mày đánh với ai đó không? Không biết, nhưng cái thằng nhóc nó lợi hại quá. Nó là Tạo Nhi, tức trời con đó. Hèn chi thua nó cũng phải. Ủa, mà sao cái bóng dưng cái giọng tự rớt ra rồi? Lão Quân nghiêm giọng. 72 cái giọng ấy tượng trưng cho các tánh xấu đam mê của con người như danh lợi, tình, ăn ngủ, ganh ghét vân vân. Cái giọng sau cùng này là giọng áo thắng. Nhà ngươi tránh né dễ dàng các giọng kia, nhưng vì lòng háo thắng của ngươi quá lớn nên giọng háo thắng này mới trói ngươi được. Này nghe, đứa bé ấy là Tạo Nhi, ngươi nhận mình thua là phải. Lòng háo thắng đã hết, giọng háo thắng tự nhiên tháo ra. Cũng như trên, chuyện trong có ngoài mới có dưới đây là chuyện vui, hàm ý cảnh giác ta nên tế tâm xét nét những lỗi lầm nhỏ nhặt sâu kín trong lòng mình, chớ đổ thừa cho ngoại cảnh. Có cư sĩ hoài nghi hỏi: Bác Hai ơi, có cảnh giới niết bàn riêng biệt ở đâu đó cho người tu chứng đến đó an dưỡng, hay là chỉ có niết bàn tự tâm mà thôi? Khi tâm mình đạt đến một trạng thái bình an nào đó gọi là niết bàn bất sinh bất diệt, phải không bác? Bác nghĩ, nếu nói có cảnh giới niết bàn thì làm sao minh chứng? Nếu nói không có, sợ sai với kinh sách nên bác nói: Ở trong có thì ngoài có, ở trong không thì ngoài không. Nó đồng ý. Nhân đây bác nhắc lại chuyện bác viết về nàng Ma Đăng Già và ông A Nan. Trong chuyện có đoạn: Nàng Ma Đăng Già vì quá yêu ông A Nan và tuyệt vọng đến đau tương tư, mẹ nàng khuyên con nên đánh liều mướn một thầy chú thuật, tức thầy bùa, làm phép cho A Nan thương con bà. Một hôm, A Nan đi khất thực ngang nhà Ma Đăng Già. Đoạn này bác Hai viết: Không biết phải do sự linh thiêng của phù chú chăng mà Ma Đăng Già giơ tay ngoắt ông riu ríu vào nhà nàng. Một đứa cháu đọc đến đoạn này thắc mắc hỏi: Tại sao bác không nói do sự linh thiêng của phù chú mà lại để câu nghi vấn như vậy? Bác nói: Trong phạm vi siêu hình, mình khẳng định là không đúng, mà sự thật cái gì cũng phải có trong cũng có ngoài. Giữa ông A Nan và Ma Đăng Già có tiền kiếp từng là vợ chồng yêu thương sâu đậm, biết đâu tình xa xưa còn chút vấn vương, chẳng phải do sự linh thiêng của phù chú không đâu. Chuyện thứ 107: Nhận được cái ngu. Biết lầm, lầm đã khỏi mình, như ngoài hình mới biết hình tròn vuông. Khỏi phải tìm kiếm cái khôn, chỉ nhận được cái ngu của mình là khôn rồi vậy. Ráng nhận được cái ngu là câu trả lời cho một người bạn hỏi: Tu là làm sao? Với cả một bồ đầy cao ngạo tự mãn. Câu hỏi này của người quen với bác: Anh này học thức khá mà tánh hơi cao ngạo. Bác trả lời: Tôi tu là ráng nhận ra cái ngu của mình. Ông bạn không nói gì, không biết ông có hài lòng chăng. Tuy nhiên, trên thực tế mỗi ngày qua mà mình nhận thấy mình ngu thêm một chút là có tiến bộ. Biết được cái ngu là đã khôn vậy. Chuyện thứ 108: Con người từ đâu đến? Quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa đến. Chỉ có giây phút hiện tại là thật hữu. Chúng ta chỉ kiểm soát mình trong giây phút hiện tại này và chịu trách nhiệm về việc sử dụng giây phút ấy trong việc thiện hay ác. Ngoài ra, các việc đàm huyền, luận diệu chỉ dành khi rảnh rỗi, lúc trà dư tửu hậu. Câu chuyện như sau: Một số anh em cư sĩ ở Cái Dầu làm trong nhà thuốc nam, rút lãnh việc hay thảo luận đạo lý. Hôm đó bàn về đề tài: Con người từ đâu đến, chết rồi về đâu?
Người bàn thế này kẻ luận thế nọ vẫn chưa ngã ngủ. Trong nhóm có một chú bị bệnh tâm thần nhẹ, hiền lành và hay đến làm công quả ở phòng thuốc nam miễn phí. Trong cuộc thảo luận trên, mọi người phát biểu xong xoay qua chỉ chú em mát ấy hỏi: Còn để ý kiến ra sao? Con người từ đâu đến, chết rồi về đâu? Chú ta tỉnh bơ đứng dậy nói gọn gàng: Trước khi chết á, má tôi nói á, con ở lại ráng lo tu hiền tạo phúc đức nghe con. Nghe câu trả lời chết quớt ngoài đề, ai cũng ôm bụng cười. Đứa cháu kể chuyện trên cho bác nghe xong, nó hỏi: Thằng mát đó nói như vậy bác thấy sao bác? Nó mát nên nó nói đầm lao chứ sao. Có điều tao rất chịu câu nói đó. Dạ, con cũng rất thích câu đó. Lúc bấy giờ cũng có cháu cư sĩ nghe chuyện trên chen vô bình luận: Trời ơi, cái ông thiền sư nào nhập xác cho cái thằng mát đó nói một câu nghe đã quá trời luôn. Con người từ đâu đến, chết đi về đâu, việc ấy quá xa vời. Điều cần yếu là mình làm được những gì có ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại. Chuyện thứ 109: Mãi mong cái không có. Cái tuyệt vời là những cái mà ta chưa có, khi đã có thì nó trở thành tầm thường. Đó là tâm lý chung của mọi người, thế nên ta luôn thờ ơ dẫm đạp lên hạnh phúc sẵn có để mong tìm cái ngoài tầm tay. Do đó hạnh phúc trở thành là đường đi không đến, vì ta không biết dừng lại để hưởng mà cứ đẩy mãi nó vào tương lai xa tiếp. Có người đánh xe thấy con ngựa mình già yếu, bèn kêu bó cỏ non trước đầu ngựa để nung đúc nó cố gắng lên. Nhưng mãi mãi bó cỏ vẫn còn xa cách, cuối cùng nó ngã quỵ mà bó cỏ vẫn ở phía trước. Hạnh phúc đòi hỏi ta phải nhận được nó, biết hưởng và bồi dưỡng cho nó được dài lâu. Thờ ơ với hạnh phúc bên mình, khi nó ra đi rồi, cái gì còn lại? Thế là ta mất tất cả. Mãi mong cái không có là con đường ảo vọng nói trên mà ta vô tình tự chọn, để rồi ngày kia phải buồn than hối tiếc lúc buông tay. Mãi mong cái không có là tựa câu chuyện kể sau đây. Có cháu gái than phiền với bác: Trong nhà con cũng có tương đối đầy đủ hết, vậy mà ba má con không bao giờ thỏa thích khen cái này tốt cái kia đẹp, mà cứ đòi hỏi cái chưa có không à. Nào là mình còn thiếu quạt trần, tivi màu, tủ lạnh, vân vân. Còn cái sẵn có thì hai ông bà không hề nhắc tới. Nghe xong bác cười: Mãi mong cái không có. Cái không có đã là không có rồi, cái có cũng mất luôn. Bởi không nghĩ đến nó thì cũng như không có vậy. Chuyện thứ 110: Học cái hay. Người xưa khuyên ta nên học hỏi bằng cách xét lại mình. Thấy cái hay của người, nên xét coi mình có được như thế không mà cố gắng làm theo. Thấy cái dở cái xấu của người, nên xét mình có phạm phải như người không để cố chừa bỏ. Học như thế ta được rất nhiều lợi ích. Lại nữa, đối tượng mà mình ngắm để soi gương có tốt hay xấu, chánh hay tà, không quan ngại gì đến mình cả. Gặp người có ít việc hay hoặc vài điều dở, ta không vì đó mà chấp nhận hay phủ nhận tất cả việc nói làm của họ. Ta chỉ rút tỉa những gì có lợi để dung bồi trí tuệ và đức hạnh cho mình thôi. Và đây câu chuyện học cái hay. Có người nhờ bác hai phê bình xem Thanh Hải chánh hay tà, những điều cô nói đúng hay sai. Bác nói: Người ta thông minh hơn bác quá mà phê bình cái nỗi gì. Mà thôi đi, cái gì hay của người thì mình học để làm giàu cho kiến thức, cái gì dở cũng là bài học để ta tránh phạm cái lỗi đó. Chứ mình có đi theo làm đệ tử người ta sao mà liệu lượng chánh tà.
Dụ như thấy nhà ai trang trí đẹp mắt mình để ý, rồi tùy khả năng mình về trang trí nhà mình. Chứ đâu phải thấy nhà ta sang trọng rồi xin vào ở đợ mà phải hỏi xem ông chủ nhà đó tốt hay xấu. Hãy như con ong hút các thứ mật hoa về luyện thành mật ong, học như thế tâm hồn ta càng ngày càng phong phú thêm lên. Chuyện thứ 111, nhổ răng tội không? Có câu tư tưởng, sợ tội là chi, hay đó chính là cái tội? Người lương thiện phải biết sợ tội lỗi để tránh những việc làm có phương hại đến mình và người. Đó là điều rất tốt đẹp, sao lại bảo sợ tội chính là cái tội? Bất cứ việc gì thái quá hoặc không hợp thời cơ đều bị phản ảnh ngược lại cả. Câu chuyện nhổ răng tội không, ngắn ngủi, dí dỏm đã nói lên cái nghịch lý của lòng tốt đặt sai định hướng, nhắc ta nên có tầm nhìn rộng rãi chính xác thêm về những lời khuyên dạy của người xưa. Thân thể phát phu thọ ư phụ mẫu. Câu chuyện xảy ra như sau. Có bà già hiền lành chân thật lắm, bà nghĩ cái thân này do cha mẹ sinh thành, sinh sao để vậy không dám sửa đổi thêm bớt. Bà còn cái răng lung lay, ê nhất muốn nhổ mà sợ tội. Một hôm gặp bác, bà hỏi: Nhổ răng có tội không chú? Bác cười nói: Tội mà ít, còn để vậy tội nhiều hơn đó. Bà giật mình hỏi: Sao vậy chú? Bác hai đáp: Nhổ đau có một chút là hết liền, còn để vậy đau nhất lâu ngày tội cho cái thân nhiều hơn. Chuyện thứ 112, mong gặp Phật. Làm sao tìm gặp người mà mình không biết tí gì về họ cả? Dù người ấy ở ngay trước mặt hay sống chung với mình cũng chẳng gặp. Vì gặp mà không biết cầm bằng cũng như không. Chuyện mong gặp Phật dưới đây nói lên cái mâu thuẫn trớ trêu buồn cười của kẻ mong cầu. Cũng bà ba thật thà chia hỏi thêm: Chú hai, tôi tu sở nguyện mong gặp Phật, chú nhắm coi tôi gặp Phật có được không? Bà nghĩ như là bác có huệ vậy, bác cười hỏi: Mà bà biết Phật ra làm sao không? Dạ không biết. Bà không biết làm sao mà gặp, biết đâu từng hồi mai này đi chợ chen vô chỗ đông người, bà lấn Phật chú nhủi mà bà không hay đó nghe. Chuyện thứ 113, rèn sớm. Trong câu chuyện rèn sớm này, tác giả phân tích ảnh hưởng sai biệt của thời gian đối với vật dụng và trí đức. Vật dụng thuộc về vật chất bị thời gian làm suy hoại, trái lại tài năng và trí tuệ thì thời gian lại giúp tăng trưởng thêm lên. Để giải nghi cho người bạn đối với câu giảng khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư, tác giả đề cập câu chuyện sau đây. Có chú em hỏi bác: Bác hai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư, mà tôi thấy dao mát cái nào ra lò trước thì cùng lục trước, mau hư chứ lâu hư gì. Bác hai đáp: Thì rèn dao búa nó vậy á, rèn trước thì cùng trước, còn về tài đức trí tuệ không phải vậy nha. Dụ như chú năm nay đã 60 tuổi mà còn lái Honda được là nhờ tập rèn từ thuở trước, nếu chưa biết lái thì giờ không tập được rồi. Thì ra rèn sớm thì xài lâu hư là vậy. Chuyện thứ 114, đổ nồi ốc luộc. Có đồng đạo phát tâm tu hành mạnh mẽ lắm, có lẽ ông không muốn người thân quyến phải chịu quả khổ về sau, nên ông bắt buộc hết trong nhà vợ con và cả bà mẹ đều phải trường trai như ông. Tội nghiệp bà mẹ không quen ăn tương nên thèm mặn. Một hôm ông đi vắng, bà sai cháu nội mua ốc gạo về luộc ăn. Mấy đứa cháu luộc ốc vừa chín tới, bỗng ông về đến. Hay chuyện, ông cự nữ quá chừng và bưng nồi ốc luộc đổ bỏ. Bà mẹ tủi thân rơi lệ.
lắm người khen ngợi ông giới hạnh tinh nghiêm. Bác hai không khen cũng chẳng dám chê. Có điều tu nghiêm khắc với mẹ đến bà phải khóc tủi cũng nên xét lại. Đồng thời có anh bạn bác cũng tu mà ý kiến ngược lại. Anh nói: nếu má tôi mà thèm ăn thịt cá quá, tôi cho bà ăn. Vì nếu bà thèm lắm thì ăn chừng nửa hoặc một cân là cùng. Còn không cho bà ăn, bà sẽ ăn cả tạ mà chưa thỏa. Chuyện thứ 115: làm cua cho mẹ ăn. Anh Hai Tường, bạn của bác Hai, đến thăm người quen. Ông chủ nhà đem hai con cua biển ra làm thịt. Anh Tường phàn nàn: ôi trời ơi, anh ăn tương làm gì lu bu vậy? Bộ tôi ăn một bữa chay không nổi hay sao? Ông ấy trả lời: không phải tôi làm cho anh ăn đâu mà ngại. Tôi làm cho bà già tôi ăn đó, rồi anh cùng ăn với bà cho vui. Bà già tôi thì nhắc anh hoài. Anh Tường hỏi: sao anh không bảo con Tư nó làm? Ông có đứa con gái cũng tu ăn chay trường như ông. Ông nói: con nó ăn tương, sai nó sát sanh tội nghiệp nó. Về nhà, anh Tường khen mãi anh bạn ấy.